À, chỗ này có dồi luôn hả chú? Ừ. Trời ơi, dồi gì trong này nè. Này, trong này là dồi cục cục gì đó rồi là ra gì nè, mà hốt ra. Trời ơi trời. Nó bắn nó ria nè, nó té giờ đóng xuống vậy đó. Rồi đè bả dưới đáy đè mà bả không nhúc nhích được, bả mới sống. Phải bao nhúc nhích là nó bắn chết rồi. Và nó cầm súng rồi nó từng hoài, nó từng tra hoài rồi tới tối từng tra hoài rồi ai nhúc nhích là nó bắn. Rồi những cái xác chết mà một là hôi thối nè, dồi lên. Ôi, hôi một cái nha. Dạ. Hôi một cái nha. Thôi nói vậy cái mình bể bả mấy người kia chết nó dồi đó thì vô mình bả tùm lum hết trơn, thấy nói kể ra hết ăn cơm uống hết ăn uống. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay Bùi Hồ đang có mặt tại xã Ba Chúc, huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang. Và nói về Ba Chúc thì chúng ta sẽ nhớ ngay đến một cái câu chuyện nạn diệt chủng Pol Pot. Và hôm nay thì được một số người dân giới thiệu thì Bùi Hồ sẽ tìm đến nhà của cô Sương, là một trong những người mà gọi là nhân chứng sống trải qua một thời nạn diệt chủng Pol Pot. Và đến nay đến đây thăm cô thì nghe một số người dân địa phương nói rằng là cô thì hiện nay sức khỏe cũng yếu và cũng vì vấn đề về tai biến nên thành thử là cũng nói chuyện hơi khó khăn. Và mình sẽ gặp cô với chú để cùng nghe cô với chú thuật lại cái câu chuyện mà hơn 11 ngày sống ở trong những cái bãi xác chết và cô sinh sống như thế nào nha cô bác quý anh chị. Cô hỏi là cô Sương hả? Ừ. Cô năm nay là bao nhiêu tuổi rồi cô? 55. 55 tuổi. Cô sống ở cái vùng đất Ba Chúc này là từ nhỏ đến giờ hay sao? Nhỏ lớn lớn. Ờ. Thì con được biết thì cô là một trong những cái người mà còn sót lại trong cái thời chiến tranh của Pol Pot ngày xưa. Và rất là nhiều người ở đây thì họ đã không qua khỏi trong cái nạn diệt chủng của Pol Pot, thì cô là người còn sống sót lại. 11 ngày. Dạ 11, cô bị 11 ngày. Ừ. Dạ. Cô có thể kể cho con nghe với. Hồi đó đó Pol Pot đó Chùa đó Nó lùa đi một lùa đi một cái đâm bữa lắm mà gì ba tôi mà ở ngoài chùa Tam Bửu đó đùa đi xa lắm. Này nè. Đi ngang nè. Lúc đó là cô bao nhiêu tuổi cô? 11 tuổi. Cô 11 tuổi. Cô bị xong cô phải chạy trốn 11 ngày hả? Nó đùa đi ngoài đó. Dạ. Ồ, lúc đó là nó lùa ra ngoài đó để làm gì nha cô? Nó đùa mày nè, bành bên này nè. Nó hiểm. Nó ở đó. Bắn bắn chết đống rồi bả sốt rồi bả nằm sắp chết luôn mỗi đó. Tới mười mấy giờ. Dạ xuống rồi sắp ra đây kể kìa với cô đi. Ha. Bả kể không rành nữa, bị cái đường thần kinh cái đầu á bắn cái nó bắn tới ba sườn bả bể mấy nè sau lưng. Cứ bắn là nó bắn bả là mà bả té xuống cái xác chết chồng nè, lên đó bả bị thương đó rồi đây nè. Nó kiểm tra lại ai còn sống nhúc nhích nó bắn nữa, mà bà này bả nằm dưới đáy đâu cũng nhúc nhích được. Tôi đè cứng ngắc là bả nằm dưới đáy bả đâu cũng nhúc nhích, phải bả cho nhúc nhích rồi nó quấn chết rồi. Đây nè, tắt đi. Tắt đi. Tắt tình truyền truyền hình kìa chú. Là ngày xưa là bà bị nó bắn luôn. Ừ. Nè nè. Nói đợi này nè. Nè nè. Nè nè. Nè.
đâu bà? Nè mới chết đây nè, còn anh bả, ba người sống rồi, anh bả giờ còn á, anh bả là ngày xưa xưa sao là chú có thể kể thay cho cô con nghe. Nó lùa cho mày cầu sắt mày á, lùa đi lùa đi hết chơi mày á, rồi cái nó bắn rồi té bị thương, té chồng như nè. Rồi bả với bà Tiên Nga với ông kia còn ba người giặt miên á, còn có là ba người là còn có sống rồi, có ba người thôi. Rồi bây giờ mấy người kia đau bệnh chết hết rồi, hai người còn bả cũng bệnh nữa, đụng xe đụng bảy đầu nữa kìa. Mà bả ba lần xe đụng qua mấy lần luôn, bảy đầu nữa nè. Rồi nè mà bả không chết, bả bây giờ bả còn sống sót đó, mà không có lớn. Bả cái bằng đêm đó nó bả đâu có dám đi đâu, bả có cái xài bả trốn sao mà cái đó nhà xài tháng 3 nữa nó xài chính nó rụng nó bả ăn khí đại dồi bọng gì đó, ăn hết trơn đói mà gặp cỡ 10 ngày 17 ngày luôn mà không ăn là chết, quơ ăn đại nó giải tỏ rồi bả, người ta giải tỏ cho lấy bả múc và chén cái dồi á. Ôi dồi một cái nha, dồi ở đâu, dồi trong này nè cho cậu bị thương nè, cho trong ở trong mình nó bị thương đó, nó múc lấy chén múc ra dồi á, có nghĩa là bắn vô lưng bà. Bắn vô lưng bà trổ ra ngực luôn. Nè trổ ngực luôn rồi bà không chết. Rồi là nó tưởng là bà chết rồi, bị nó bắn là nè, rồi bắn ghi nó bắn té chồng rồi bà nằm dưới đáy, rồi nó coi nhúc nhích bắn, bà nằm đáy bà đâu nhúc nhích nổi, đã đè bà hết rồi. Còn khuya bà đói với khuya bà, cái bà mới bà tỉnh tỉnh, cái bà chui ra, rồi bà chui ra xác chết ra, rồi bà chui ra bà đi kiếm gì ăn. Nhưng mà lúc đó là bà ăn cái bằng ngày á, ăn cái bằng ngày nó lục kiếm, cái bà đâu có dám, bà chui gì nữa, bà chui theo xác chết nữa chứ bà đâu dám đâu. Bà đi ra thì nó bắn chết, bà chui trong xác chết luôn. Có 11 mười mấy ngày bà mới ra gần giải tỏ mới ra đó, là bà nằm trong xác chết rồi. Tối có bà bò ra bà kiếm đồ ăn, rồi có cái bằng ngày á, bằng ngày bà chưa trốn nữa, bằng ngày bằng đêm á thì bà ra, bằng đêm bà đi ra kiếm đồ ăn, bà đi ra chung ra, còn bằng ngày thì bà chung vô, bằng ngày bị miên á, nó ba canh chừng nó lúc đó ai là nó bắn nó sầu lùa, bà trốn mà đi bà trốn, bằng ngày bà trốn. Có nghĩa là vậy là con đã hiểu rồi, lúc đó là nó lôi bà ra ngoài cái cầu sắt ở ngoài kia. Nó bắn nó ria cả té vòng đống vậy nè. Nó bắn nó ria nè, nó té vòng đống xuống vậy đó. Rồi đè bả dưới đáy đè mà bả không nhúc nhích được, bả mới sống. Phải bả nhúc nhích là nó bắn chết rồi. Và nó cầm súng rồi nó từng tra hoài rồi tới tối từng tra hoài rồi ai nhúc nhích là nó bắn. Rồi bả dưới ra đáy bả đâu nhúc nhích nổi, bả bị thương nữa, bả sống mới sống được đó. Rồi bả nhúc nhích là nó bắn bả chết rồi, bả nằm trên rồi nó bắn bả chết rồi, bả nằm trên á. Ban đêm là bà bò lên kiếm đồ ăn xài rồi kiếm xoài là có gì ăn đó. Bà có xài xài nhà một cây nhà ngay chỗ đó tay ngay chỗ đó ngay cây xài nữa. Rồi tối tới bảo bò lụm bảo bụng có đói rồi lụm xài ăn khí chín thúi gì cũng ăn đại hết. Dạ. Quân đội mình lên thì bà cứu bà. Cứu giải tỏa đó, cứu. Dài đó gặp lớn hơn chung đi lo. Chung. Lúc đó là vì sao bà bị thương đó rồi vết thương đó rồi sao chú? Rồi không. Rồi không à. Rồi sau này bà mới mồ côi, bà đâu có còn ai. Rồi kìa đó chạy với cha mẹ bị nó giết hết trơn, còn anh ở mồ côi. Rồi sau cái nhà nước đem xuống Long Xuyên nuôi bà. Nuôi bà đó, rồi tới 19 tuổi tới cho về đây, cho bà về đây nè, xã làm thư ký. Gặp bà là sau này hả? Gặp hồi bị rồi đó, bị giật miếng rồi mới gặp. Dạ. Mới gặp bà. Bà hồi đó là lúc đó là cô kể cho chú nghe. Kể nghe. Ôi trời. Có nghĩa là vết thương mà sao thì bắn trổ qua luôn. Chỗ đây nè. Bắn sau lưng. Một sao. Bắn sau lưng chỗ da ngực luôn. Da chỗ da ngực luôn. Là lúc đó là bà nằm trên tất cả đều xác chết hết. Bà nằm dưới xác chết chứ, bà nằm dưới á. Mà mấy người bắn mấy người chết, mấy người chồng chồng nằm lên bả.
là bà là có nghĩa là ban ngày thì bà chui xuống sát chết bà nằm trốn còn ban đêm thì mà bò ra kiếm gì kiếm ăn ừ. Rồi cái lúc mà khát nước sao bạn khát nước bỏ tối nói lụm đi đi kiếm. Nhưng mà vết thương người bình thường đó, vết thương là bị vậy là bị nhiễm trùng rất là nhiều và bị vòi như thế thì đâu có giữ được tính mạng, nhưng mà bà phải nó cực kỳ sống thần kỳ luôn á. Ừ. Không phải phải nó mạng bà rất lớn luôn. Mà lớn. Xe tông mấy lần. Xe đi. Ba lần. Bà phát. Xe đụng bả hai lần rồi bả té, xe lần đó là ba lần, rồi bả bị tai biến cái nữa. Ừ. Bây giờ bà tai biến bà đâu có đi được, bà ngồi bà nằm hoa đâu có đi được, bị tai biến. Sau cái nạn diệt chủng đó là bà mồ côi luôn. Mồ côi luôn rồi đâu có còn chị em anh em cha mẹ đâu còn ở anh bà, bây giờ còn ở anh bà hả? Lúc đó thì không biết con hỏi bà còn nhớ không, lúc mà sau khi bà thấy cái cảnh tượng là người ta chết la liệt bà nằm như vậy thì lúc đó bà như thế nào, mà bà sợ dữ không? Không sợ đó. Bà không sợ? Ừ. Ồ. Là con nghĩ là lúc đó nó để cái xác chết ngoài đồng là 11 ngày luôn. Ừ. Thì đó nó chết đâu có đem đi đâu. Phải nó đem đi thì chắc bà cũng không còn đâu ha. Đem đi. Ừ. Để nó đem đi chuyển đem đi cái xác thì bà nhúc nhích này giết bà luôn, bởi còn y thinh cái xác chết nằm y thinh đó bà mới còn á. Chứ phải nó đem đi xác chết đi bả chết luôn rồi. Rồi những cái xác chết mà một là hôi thối nè, dồi lên. Trời ơi, hôi một cái nha. Dạ. Hôi một cái nha. Thôi nói vậy cái mình bể bả mấy người kia chết nó dồi đó thì vô mình bả tùm lum hết trơn, thấy nói kể ra hết ăn cơm uống hết ăn uống. Dạ, chú có để thay cô Sương cô chú kể lại được không? Rồi sau này thì là đem về bệnh viện là mới ấy dồi đồ ra. Ừ. Sinh của bà hả? Đem xuống Long Xuyên. Ba lần. Trời đây này ba lần. Nằm viện đó ba lần. Sau khi mà người ta được cứu đi bà sao cái cảm giác của bà sao? Không biết cái gì hết. Bà lúc đó bà hết biết luôn hả? Ừ. Trời ơi, hôm nay thì con gặp lại con có dịp may mắn mà con gặp lại bà, một nhân chứng sống của lịch sử. Không mà cháu ai nói cháu biết lại đây vậy hả? Là cái cô kia ở ngoài kia nói con giờ mới tìm cô bán bánh ngoài kia á. Bán bánh phòng ngoài kia không á, bán bánh hột é đồ á, nói chuyện chùa Tam Bửu á. Thì vô chùa Tam Bửu à. Dạ thì đó là cũng quen nè với bà nè, về con rồi nè mới biết là mới kỹ nè hỏi mấy chỗ nè. Con tưởng đâu là 11 ngày bà trốn á, con cứ tưởng là bà trốn ở trong hang núi hay là trời ở ngoài đồng luôn chứ. Đâu có chỗ hang núi gì đâu, ngoài đồng sắp chết ngoài đồng luôn, nằm ngoài luôn chứ đâu có trong núi không gì. Dạ trời ơi. Ôi ơi, bây giờ bà còn nhớ cái chỗ đó không bà? Này nè, ngoài đồng đó gần đây ha. Xa. Còn sát này. Đây ngoài chừng cây ngoài số gì vậy? Cây ngoài cây gì? Dạ. Hôm nay thì gặp lại cô thì sức khỏe của cô cũng yếu rồi. Bị tai biến nữa mà vừa vậy bả bị đủ thứ cho xe đụng rồi bị giật miên bắn rồi bả bị tai biến liệt. Bả giờ liệt hết giờ. Nhưng mà bắn lúc đó là viên đạn còn ở trong cơ thể bà không, là hay là nó văng ra luôn? Không, cái đó là không. Cái đó là đâu còn, nó bắn bay luôn mà đạn. Ừ. Đạn nó đâu còn. Đạn nó bắn nó chỗ bay luôn mà đâu còn. Bắn sau lưng bắn tới hả bà? Chỗ luôn lũng, chỗ luôn bay đạn đi, viên đạn đâu còn. Trời ơi, một người mình phải nói là đạn bắn mà không chết luôn. Bắn tên. Bây giờ bà nghĩ là bà còn ám ảnh không bà? Không. Không ám ảnh hả? Bà nghĩ lại bà sợ không? Gặp sợ không? Bà sợ không? Gặp sợ hết, biết sợ biết gì có bất còn nữa. Nghĩ tới cảnh đó là đúng mình. Đúng mình là nghe kể thôi là nãy giờ muốn nổi da gà. Kể không mình nói bắn viên đạn là những giỡn. Dùng mình đó. Lúc đó mới có 11 tuổi à. Ừ. 11 tuổi mà phải nói là cái nghị lực sống của bà phải nói là cực kỳ mạnh luôn á. Trời ơi. Con thì cũng nghe nói nhiều nhưng mà hôm nay thì con mới được gặp ba một nhân chứng sống của lịch sử về diệt chủng nạn bom ngày xưa.
cái nhà trưng bày bà nó bả bên đó, bả bên nhà trưng bày đó. Ừ, sao ngày xưa bà không chạy? Bà đi theo cha mẹ chị em đó, rồi không có ai chạy hết trơn mà đi theo luôn. Hồi đó nhỏ đi theo dẫn đi luôn chứ chạy gì. Bà có mấy anh chị em chú? Có hai bà chị em là bốn người với lại ba mẹ là 6 người. Mà ba chết mẹ chết trước. Mẹ chết trước còn ba dẫn mấy đứa con đi, ba dẫn mấy đứa con đi miên dẫn đi miên lùa đi đó, còn dẫn ổng dẫn mấy đứa con đi à. Còn bà thì bà chết trước dọc miên, còn bà ổng chết dẫn mấy đứa con này phải. Có nghĩa là bọn Pol Pot đó là giết bà chưa trước. Không phải, bà bị đau, bà đau chết trước dọc miên. Dạ đau chết trước dọc miên. Tại sau này thì mấy giật miên mấy lùa ổng đi, ổng đi lý lùa mà con ổng là mấy đứa này đi lùa, ổng dẫn mấy đứa này đi theo có đứa chút nhỏ nhỏ không à, là lúc đó là cha mẹ chứ đâu có bỏ được. Là mấy chị em bà chết là chung với lại lúc ra đồng với bà luôn hả? Một người thứ ba, thứ hai, thứ năm có chồng hết trơn. Lớn rồi. Thôi hôm nay con gặp bà với chú, cô với chú ở đây chia sẻ con thấy con cảm ơn cô Sương nhiều nha. Hai người kia chết hết rồi, giờ còn có anh Mã ba cái chân bài phải nó ba người ảnh đó, mà hai người đàn bà mà một người đàn ông đó, mà bả là bả tóc ngắn. Còn giờ bả ảnh cho ba người đó là bả tóc ngắn là bả đó. Đàn ông là ông Ba Lê. Ông kia không phải Ba Lê, ông kia. Ông khác. Là ông khác. Là còn sống sót là ông kia chứ không phải Ba Lê. Ông nói ông tên gì quên rồi. Còn chú ngày xưa là chú ở đâu? Ở đây. Ở đây nè. Chú có chạy giặt luôn hả? Chạy mấy sống rồi. Chết rồi, không người nào chạy sống, người nào không chạy là chết rồi. Cấp đó, người nào không chạy là chết. Sau khi giặt đi thì chú rút về liền không? Thì giải tỏa rồi trở về á. Chú về chú gặp cái cảnh tượng ghê dữ không chú? Rồi bắn chết gì nằm lạng đã trên theo lộ theo đồ chết đâu theo nhà cái gì lùm lum hết chết. Người nào lùa đi thì thôi, còn người nào không đi nó bắn tại chỗ chết vậy đó. Còn người nào mà đi dẫn đi á, lùa đi mà mấy ông già dẫn nó lùa đi mà đi không nổi á, theo lộ nó bắn tại theo lộ chết theo lộ luôn vậy đó. Phải nói là hơn 30 năm qua đi, mà đối với gần 40 năm rồi. Từ giờ đó tới giờ chắc cũng gần 40 năm phải gì quá. Gần 40 năm qua đi nhưng mà đối với cô Sương thì vết thương vẫn còn hằn sâu trong da thịt của mình. Vẫn còn đó những cái ký ức mà đối với cô thì chắc có lẽ là cô không bao giờ quên khi 11 ngày trong bơm mìn lửa đạn mà trong họng súng của bọn Pol Pot. Mà hôm nay thì gặp cô thì lại sức khỏe của cô lại kém rồi. Nếu là phải cô lúc mà gặp cô khoảng vài năm trước thì có lẽ là cô sẽ kể tường tận hơn và có thể cùng với cô đi ra nơi cô đã từng bị nạn ngày xưa. Cô có thể cho con coi lại lần sau lần được đó không? Hồi trước bả tỉnh toàn, còn bây giờ bả bị xe té xe đầu lâm tai nạn quá trời luôn. Bả giờ nó cái trí bả giờ nó không đúng có nhớ. Chỗ này có dòi luôn hả chú? Trời ơi, dòi gì trong này nè, trong này là dòi cục gì đó, rồi là ra gì nè mà hốt ra. Trời ơi trời. Cô với chú sau này có thường ra ngoài đó không? Không, ở ngoài không có ra, ngoài đồng nó không có đi mãi. Ngoài đó nó mình không có làm gì đâu mà đó mình đi không bị không có đi luôn. Mấy cô còn khỏe khỏe thì có thể là đi ra ngoài con cô chú nhưng mà đi phải. Như hồi trước có bà khỏe khỏe, rồi sau này bà bị xe đụng 2-3 lần luôn, mấy giữ thằng ông rồi bị thêm cái tai biến nữa. Dạ. Tai biến thì đó xuống dưới đồng xe cấp cứu đó. Bác sĩ kêu đem về đi, bả sẽ ăn tắt hơi rồi kêu về đi chạy, bác sĩ chạy mà không biết sao mà bả hồi dương, sao mà bả tỉnh bả sống đó. Chứ một lần nữa bả chết biết bao nhiêu lần nữa mà sống sót lại. Có nghĩa là cô đã hốt chết rất là nhiều lần. Nhiều lần đạn bắn không chết mà chết. Xe đụng này nè, bị thương nè. Xe đụng đi xuống dưới cái xuống Long Xuyên đó là xuống Long Xuyên là cấp cứu đó, là rồi đó là bả
hết nhúc nhích hết ấy, bả hết biết gì hết trơn, không nhúc nhích là vô phòng cấp cứu á, là sẽ sẵn chở bả về đó. Mà sao không biết thời gian nó 10 phút 15 phút cái gì đó, từ từ sao bả nhúc nhích từ hồi dương cái bác sĩ là trở về luôn rồi. À, bác sợ thôi là trở về luôn rồi bả chết luôn rồi. Mà cái vợ đó cái bác sĩ về liền rồi bác sĩ làm cái cứu sống, chứ không phải chở về liền là chết rồi. Cái số bả sống đó phải nán đó, chứ thôi phải đem về liền là bả chết rồi. Cái số bả không chết. Ồ. Cô nãy nó cô nói là cô như con như quên rồi. Rồi năm mấy rồi bả? Năm mươi lăm. Hôm nay thì có dịp con đến đây, con gặp được cô Sương thì con rất là hạnh phúc. Thì con chúc cho cô luôn có một cái sức khỏe dồi dào nha. Nói thấy ăn uống mạnh khỏe. Nói thấy đoàn là đoàn thành phố với đâu đâu cũng vậy, là lại nhà trưng bày đó, nhà trưng bày cái lại hỏi thăm người này ai, cái người ta chỉ qua đây này, chỉ qua người này đi qua đây hoài quỷ à. Ở trên thành phố ở đâu cũng vậy. Mấy người ta đi viếng chùa với hai đó thấy đoàn rồi đó. Ta hỏi thăm cái mấy người đó chỉ cái qua đây. Cô với chú là có bao nhiêu người con? Hai đứa à? Ừ. Là anh này đây hả? Không phải kia. kia đi đổ xăng rồi. Ồ. Là cháu. Nguyên gia đình cháu. Mất hết, của cô mất hết, chỉ còn có mình cô. Thì cô trải qua những cái biến cố cuộc đời, nói chung là gần 60 tuổi, nhưng mà đối với cô thì trải rất là nhiều biến cố cuộc đời luôn á. Phải nói là bao nhiêu đau thương đều dồn vô cô Sương hết à. Bà bây giờ là đạn bắn không chết, rồi té xe đụng bể đầu, bể sọ luôn, bể đầu mấy lần luôn cũng không chết, đụng xe đụng 3-4 lần không chết, rồi bị tai biến là cũng không chết nữa, mà không biết bả nữa chết ra cơ nghiệp gì, không biết mà cái gì cũng không chết chứ bị người ta đột quỵ tai biến té ra thấy ngang bị chết cho 10 người chết rồi, mà bả bị liệt giò liệt tai luôn, mà bả bị tai biến luôn mà mạng bả không chết. Phải nói là sau khi này thì có nghĩa là sau chiến tranh rồi á, thì mọi người lo giải quyết hậu sự, còn cô Sương thì nữa chắc lúc đó nửa tỉnh nửa mê đi cấp cứu dưới kia. Tôi nói bà này các bạn bà này mới không biết bà nữa, bà chết cái nghiệp gì, không biết người ta ai cũng nói bà chết, bà bị gì đủ thứ chân mà không có chết. Ôi con chào cô, con về nha, con chào chú con về, em chào anh em về nha.